chập chờn đó quý vị. Có nghĩa rằng cái như là nó bất an từ lúc chị Hà mất rồi. Mà một con người bất an đó thì không bao giờ đủ cái sự mà gọi là sáng suốt để nghĩ ra một cái chiêu trò mà để mà cái như là để nhằm qua mặt được cái vợ, qua mặt được cộng đồng, đúng không? Không bao giờ thằng Tuấn nghĩ được, mà phải có người đứng đằng sau đấy, họ phải chỉ đường dẫn lối đấy. Họ phải nói ừ bây giờ mày phải làm thế này, làm thế kia, thế nọ đấy. Chứ còn nó thật sự về tâm lý, tôi nói về tâm lý là nó thật sự thằng Tuấn là nó không đủ khả năng quý vị. Thằng Tuấn là nó không đủ khả năng. Bà con thấy là những lúc mà nó lên cộng đồng mà nó phát ngôn, có một cái ngôn từ mà nó phát ngôn cũng là bập bà bập bẹ đấy. Lúc mà phát hiện xác vợ nó đấy, vợ nó đã xác đã lên rồi mà nó còn ở trên tàu, nó còn cái như ở trên ghe, nó còn cái như là giái bà thủy bà cậu cho vợ con lên đi đấy. Có nghĩa rằng bản thân của Tuấn là nó đã bắn loạn từ ngay cái lúc mà phát hiện xác vợ lên, là nó bắn loạn nặng nữa, khủng hoảng nặng nữa đấy. Những ngôn từ đó là thể hiện một cái sự anh đây là cái như là bất ổn đấy. Bất ổn về cái tâm lý. Chứ còn nếu anh mà cái như là không bất ổn về tâm lý, anh không có dạy có gì mà anh phải phát ngôn những ngôn từ thế cả. Những ngôn từ đó đồng nghĩa rằng những lời tự thú rồi. Anh em con thực hiện những gì lời hứa của anh Tuấn. Hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2023, thì dắt chúng đây cũng trình lại bà thầy và các vinh gia của bà thầy đã chứng kiến những lời cầu nguyện của Tuấn, những lời mà con nói đây từ kinh các bà nên dùng một con heo, trái cây, lô vụ. Ai chứng kiến đó quý vị? Đó hả? Cái xác người ta là cái như là do hai cái ghe mà kéo bằng xịt khói bắt đầu xác mới lên, mà bây giờ đó lại cái như là ban công cho bà thủy luôn. Đấy, đó là xác nổi lên do nhờ bà thủy bà thả. Đấy, có nghĩa là bản thân nó đã thắp nhang nó cúng bà thủy rồi mà nó còn ma mị với bà thủy nữa. Đấy, đây là một trong những cái chiêu trò mà cái như lúc mà cùng đường ấy, lúc cùng đường rồi cái cứ đẩy về tâm linh thâu tới đâu tới. Cái căn bệnh này để quý vị, căn bệnh này là căn bệnh nhà giàu, có nghĩa là anh còn tiền đó, anh còn tiền thì anh còn thở oxy, mà anh hết tiền là tự anh cách thôi. Đấy, ngày mai thứ hai tôi cũng đang hy vọng là ngày mai là một ngày mà nó rất tươi đẹp cho chúng ta, cho những bà con mà yêu chuộng cái sự thật. Tôi đang hy vọng một vấn đề đó. Có già có ông có qua thì hôm nay là con cúng như vậy này sao rồi, bắt đầu con sẽ thả nguyên con heo xuống trong luôn, nhờ bà tỷ chú giám cho anh em của chúng con đến đây là có đây có anh Tuấn chồng của chị Hà á, đã gian giái cho bà tỷ để mà cái thể xác vợ nó lên thì cúng bà tỷ một con heo đất. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2023, thực hiện những lời con Tuấn nói thì xin bà tỷ đó, ha. Anh cúng mà đại đa số rằng anh không nói cái nguyên nhân nào mà chị Hà nổi lên. Đáng lý mày cúng á, mày cúng mà thật tâm giùm tao cái cho chúng. Mày phải nói là cái như là lý do chị Hà nổi lên là do hai cái ghe cào. Đấy, như là một hàng cái như móc sách kèm theo kéo rồi chị Hà phọt lên. Đấy, mặt mây ra bà thấy bà thấy bà cũng rửa oan được phần nào. Đằng này tôi nói bà thấy không giữ, bà thấy không giữ mà bây giờ cái như bắt bà thấy giữ rồi ra để mà đây gọi là cái lễ tạ tội. Đấy, lễ tạ tội về những ngày vừa qua đấy là nó đổ thừa bà thấy. Nếu bà thấy nào đi giữ vấn đề này, đúng không? Đổ thừa bà thấy làm bậy rồi cái như đổ thừa người ta rồi bắt đầu ma mị. Bà con mới đầu nghe cái chỗ dân chúng nó ma mị nè, nó cũng đã từng thấy bà thấy rồi. Cái lễ này là cái lễ một trong những cái lễ mà từ trước giờ chưa ai thấy. Hồi giờ cái ai mà cúng mà giống cái kiểu đấu bò tót đâu mà thấy. Có nghĩa là lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên là dân chúng nó chơi đấu bò tót giữa sông. Chứ trước giờ cái ai thấy này, cho nên dân chúng nói đúng chứ không nói sai. Có nghĩa là đảm bảo quý vị cái lễ này là từ trước giờ chưa ai thấy luôn. Thì đúng là chưa ai thấy thật. Vì đây là một trong những cái lễ gọi là cái lễ cúng bái dơ của một thành cái như gọi là cái như là giá thần giá thánh giá thầy giá bà để cúng tầm bậy.
À, chứ ai đâu cúng mà bịt cái khăn quàng đỏ vô chơi như cái đấu bò tót, mà nói rằng bịt lại để cho bà Thủy khói biết nó là ai, và bản thân nó cũng đã từng thấy mặt bà Thủy rồi. Bà Thủy ở sông nước có linh thiêng, thì sẽ lên đây dưới bên nhà của bà Thủy, lên đây dùng con heo để quà để người bình thường tôi cá, bình thường tôi cá cũng là anh Tuấn bạn ha. Tuấn nó cũng đi dắt chúng biết, nó cũng rành bài cúng mà. Chỉ cần dắt chúng mà cái như là quên lời là Tuấn nhắc liền. Đó, cũng là binh tôm tướng cá bài bản quý vị. Đó. Cho nên nó nguyên cả một cái ekip hết á. Tôi chưa thấy ai mà nó thật sự trong mâm con vợ lên để mà đưa về chôn. Đó, mà con vợ lên đó, anh là người đầu tiên anh chạy mất. Vừa rồi tôi có xem cái thức phim mà chỗ mà hai chú mà kể như là chạy cái cào đó, hai chú nói thẳng luôn đó, lúc đó là hai chú là kè sát chị Hà vô thì không thấy thằng Tuấn đâu. Có nghĩa là ngay từ lúc mà chị Hà còn đang nằm ở bên ngoài quý vị, họ kè vô là không thấy bạn Tuấn luôn đó. Thì làm chi cái chuyện một thằng chồng mà cái như quan tâm yêu thương con vợ mà lúc đó mà không thấy mặt thằng chồng đâu, đúng không? Giống như bây giờ ở cơ quan chức năng người ta nó để cái như người ta cái như vào cuộc người ta điều tra xác minh làm rõ tất cả mọi kiểu thì vấn đề mình đừng đụng tay đụng chân vào đó là được, còn vấn đề là mình được quyền cái như là đi bên cạnh đấy, mà tại sao là không tham gia đó. Trên đó, những cái vấn đề đó mình phải hỏi những cái vấn đề đó. Đó, hỏi về lương tâm một thằng chậm thôi, không cần biết là anh có phạm tội không phạm tội, tôi hỏi lương tâm thằng chồng anh còn hay không vậy đã. Cũng là một cái người để mà thực hiện lời hứa cũ khi lễ này là bà Thủy. Cái đời này chưa ai biết bà Thủy như thế nào, nhưng dắt chúng sẽ biết bà Thủy như thế nào. À, bà con tham dắt chúng nó giỏi ghê quá vậy. Trên đời này là chưa ai biết bà Thủy thế nào luôn, chỉ có dắt chúng là một mình dắt chúng thôi nó biết bà Thủy đấy. Một mình thì chúng mới biết bà Thủy, mà tôi nghĩ rằng cái như với ông Thủy là dân chúng nó biết rành hơn nữa. Đó. Một mình dân chúng là biết bà Thủy rồi, nhưng với ông Thủy là cũng là một mình dân chúng nó biết rất rành. Đó. Biết sành luôn về ông Thủy luôn. Thì hôm nay tại sao phải dân chúng bịt mặt cái đầu heo mình để đỏ? Đó, tại vì hồi nào giờ chưa ai thấy bà Thủy như thế nào. Những các chị phản ảnh người ta thấy là người ta lên, người ta không kể bất cứ ai. Bà con thấy ma mị, đây là một trong những cái nó ma mị mà lộ bài luôn. Đấy, nó ma mị cách gọi là ma mị dơ, ma mị trơ trẽn này. Đấy. Nó từ trước giờ đấy, không ai biết bà Thủy là ai cả, chỉ có một mình đã biết rồi. Còn những anh thợ lặn á, mà biết bà Thủy rồi lên này cũng không dám nói, đấy, vì nói ra là cái sợ chết. Đấy. Mà tại sao mà thằng dân chúng nó nói là nó nói bà Thủy là những ngày vừa qua nó cúng cũng là cúng bà Thủy đó, nó cũng đặt tên bà Thủy, bản thân nó cũng là kế về bà Thủy, mà tại sao đến bây giờ nó vẫn còn sống nhe răng quý vị? Dân chúng đến bây giờ vẫn còn sống nhe răng. Hồi chiều tôi lướt qua một cái kênh, có nghĩa là dân chúng vẫn là lọ mọ cũng lên mạng, cũng là liên về tâm linh. Đó, cũng là chuyện của chị Hà là nó xem nó không dám nói nữa, nhưng nó đang ma mị tâm linh cho một cái vấn đề khác. À, bản thân anh này nói từ trước giờ chưa ai thấy bà Thủy và cũng chưa ai thấy lễ này. Đấy, đây là cả như một trong những cái lễ mà chỉ có dân chúng mới biết. Ồ, dân chúng coi như là không biết mày là mày tu ở cái chỗ nào, cái động nào mà cái như là đào tạo ra đây, chúng bây giờ nó biết cách cúng bà Thủy luôn quý vị. Cái động nào mà nó thật sự đào tạo ra thằng giác chúng này tôi thấy cũng hơi vất vả. À, cũng là gian trung đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Để cho ta cởi người ta xin chấp, thì giác chúng không phải bịt mặt giác chúng. Xin lỗi chứ bà Thủy, Nam Mô A Di Đà. Nó cúng người ta, nó mời người ta tới nhà nó ăn, mà nó lại không cho người ta thấy mặt nó. Bà con thấy nó vô lý không? Tâm lý chúng ta người sống đây cũng vậy. Đúng không? Mình muốn ăn của ai đó thì ít ra tay bắt mặt mừng, đúng không? Đằng này tay nó bắt mặt nó có mừng đâu, có nghĩa nó che mặt lại biết nó mừng nó buồn. Đó, tay bắt mặt mừng người ta gọi là cái như là anh nó cũng vui vẻ chứ,
Đằng này anh mời người ta tới, anh cúng cho người ta mà bản mạch của anh giấu im ỉm trong cái là cái tấm khăn quàng đỏ. Thì thâu đâu còn thiên, đâu còn linh nữa. Anh mời người ta tới nhà chơi mà nói thật sự anh không không kể như là lộ mặt ra anh tiếp người ta. Đấy, mà tôi hỏi quý bà con cúng thần Phật nào mà đi nhận vấn đề đó. Đây là một cái sự gọi là cái như ma mị. Đấy. Mà nó nghĩ rằng chắc cộng đồng mạng đây chắc ai cũng là dạng như ngu muội mà cả như là cuồng tín như nó. Cho nên cộng đồng mạng bắt đầu nó dễ rồng dễ rắn. Bà thấy chứ có về có báo mộng cho các chúng mà các chúng phải mà mình cứ thân đổi con heo mà mình vậy các chúng. Tại vì á miễn mà mình không mình thân đổi như vậy á là mình không thể nào. À bà con ta, nó bịt khăn đỏ để nói chuyện với bà thị. Mày bịt cái khăn đỏ, mày bịt cái mặt chứ đâu phải là bịt cái miệng đâu giác chúng. Đúng không? Khi nào bịt cái miệng mới không nói chuyện được chứ, bịt cái mặt thì ảnh hưởng gì đâu. Đó. Tại vì mỗi lần mà anh em tôi lặn, mà lặn xuống đâu mà gặp quả chàng khăn đỏ. Bác sĩ cái ghe nằm ngang không thể nào phải cho lên. Thật xu phải cho lên. Nếu mình dám kia, mình cởi người ta mình sẽ học lắm. Đó bà con thấy. Có nghĩa là mấy anh thợ lặn đó mà xuống mà dưới đây xong á mà gặp bà thí rồi mà gì mà chỉ cần là kế bất kỳ ai nghe đó là học máu mà chết. Đấy. Mà bản thân thằng giặc chúng á nha, nó nói là nó biết bà thí rồi. À, nó nhìn thấy bà thí rồi. Mà hôm rày nó vẫn còn sống nhe răng. Ha. Ở hôm rày mà chưa đi ha giặc chúng. Có nghĩa rằng những lúc mà nó thật sự từ lúc nó kể về bà thấy, nó khấn bà thấy, nó vái bà thấy, nó cúng bà thấy là tất cả mọi vấn đề là nó cũng kêu gọi bà thấy, gọi là bản nằm cũng không yên rồi. Mà đến bây giờ nó vẫn còn sống nhe răng, chứng tỏ thằng giặc chúng là thằng ba xạo. Nó nói dối, nó tầm bậy, nó muốn ma mị. À. Đây là một cái sự gọi là chứng minh cho bà con thấy là cái sự ma mị của thằng này nó đấy một cái hướng về tâm linh đấy, để dẫn dắt chúng ta đi chợt một cái hướng suy nghĩ khác đấy. À, hiểu không? Là trước khi đó chúng mình cái mặt lại là không cho biết cho chúng lại, hiểu không? Là chỉ trình lại của em bên con heo này á, thầm tả đi luôn như vậy. Là cúng lúc nó vái á. Lúc nó vái nó khấn bà thủy ơi cho xác chị Hà nổi lên đi ha, nó đỡ cái mặt nó trơ trơ đó. Là chắc ăn tôi nói nếu có bà thủy nha, là bạn từ dưới bạn ngấp lên mặt nước á, bạn nhìn nó ờ mày khấn nha. Mày hứa là mày nhớ mày trả nha, đúng không vậy? Đó. Thì lúc nó cúng nó cũng phải lột cái mặt nó ra chứ. Thằng nào khấn thằng đấy cúng. Mà tự nhiên nó khấn á là nó không kể như là mang khăn quàng đỏ. Rồi rút ra nó cúng nó mang khăn quàng đỏ, thế bà thấy là bà có biết nó trả hay chưa không? Dễ gì biết được. Nó mang khăn quàng đấy, tôi thật sự nếu như tôi là bà thấy á, cái tôi phải về tôi đòi 5 lần 7 lượt mày chưa trả. Bữa mày khấn là cái thằng khác, cái thằng không mang khăn quàng đỏ, mà lúc mày cúng là cái thằng nó mang khăn quàng đỏ nó cúng chứ không phải là mày. Đó. Nếu như tôi là bà thấy á, tôi về tôi đòi biết đòi khi nào mà mày cúng mày lột cái khăn quàng đỏ ra thôi. Chơi kiểu chơi mà đấu bò tót giữa sông. Thế kỳ quá vậy. Cái chúng nghĩ á, cũng chưa ai từng thấy tôi lại nè. Cho anh em mình cũng đến đây cũng gì trả lễ. Thì xong, em tính sao ai thấy lễ được? Cái lễ đây là cái lễ đầu tiên. Chung là một trong những cái lễ đầu tiên mà kể như là giặc chúng cung. Cả thế giới này chỉ có một mình giặc chúng thôi. Cả thế giới này nó thật sự quý bà con đó, không ai thấy cúng mà cột khăn quàng đỏ rồi cúng rồi kể như là nó thật sự quá phản cảm, quá phản cảm. Đây gọi là kể như là một cái sự gọi là tà kiến, tà kiến đến mức là phản cảm đó. Quá kinh dị. Thật sự một cái xã hội, một xã hội đến bây giờ là 5.0 rồi mà tôi không biết sao mà cái loại này nó tồn tại được, dối quý vị. Nói thiệt. Cứ là dựa vô là ông lên bà xuống rồi kể như là
tới chỗ này dọa dọa một chút rồi cúng rồi rút rút cái như là của gia chủ là đôi ba triệu, rồi tới chỗ khác vậy. Cái nghề tôi nói là cái nghề cúng nói chung, cái nghề cúng nói chung là nay tôi nói quý bà con là nó đã biến tướng rất nhiều. Cứ tới mà bắt đầu là cái như là cung 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 đây một xíu rồi bắt đầu dọa dọa đôi ba câu nữa là chủ nhà cái như là tá hỏa âm bình hết đấy. Như nếu mà những ngày vừa qua đó, tôi nói là cái vị thiền sư 55 năm đó dọa một cái là cái hồn chị Hà vẫn còn trên sông. Tôi nói nếu như mà cái vị thiền sư này mà chỉ cần tới nhà chị Hà thôi, tới nhà mẹ chị Hà thôi, chỉ cần mà cái như là nói một câu như thế, mẹ chị Hà đau lòng quá vậy, đau lòng. Mà bây giờ muốn con của mình về đó là thâu nhờ thầy cúng dùm, lầu lễ bao nhiêu tiền cái như là bao nhiêu nhờ thầy cúng dùm để đưa hồn con của con nó về. Chứ đến mà đó lạnh lẽo lắm. Tôi nói cái dính bẫy mấy ông này không? Dính bẫy liền. Có nghĩa là mấy thằng cha này đó, nó cũng lên cộng đồng mạng, nó cũng tranh thủ cơ hội này để bánh ra một cái thông tin. Đấy, một thông tin vô cùng ma mị, để cho người thân của chị Hà cảm thấy là xót xa, cảm thấy là hoang mang. Bắt đầu là liên lạc qua nó và nhờ nó cúng. Mục đích là gì? Cũng là cái cũng tiền thôi quý vị. Thấy không? Chứ ông mà ông thiền sư nào mà nói thật sự ông ngồi thiền đó là đáng lý ra nếu mà ông nhìn thấy cái chị Hà đấy là ông phải nhìn thấy hung thủ. Chứ còn nếu mà ông nhìn thấy chị Hà ông không nhìn thấy hung thủ thôi tốt nhất ông đỡ đầu tóc mọc lại đó ông nội, tội quá cha nội. Cứ là cái đánh vào tâm lý, đánh vào tâm lý mà những người mà mất người thân họ đau họ xót đấy, họ cần cái người thân được sớm siêu thoát đấy, thì cứ đánh vô đúng tâm lý đó là kể như là cứ ma mị, cứ là chỗ này kể như là chỗ nhưng mà cái gạch mà liên nghĩa đó quý vị, như là chỗ là âm trược âm đồ đó, cái kiểu như vậy. Mà vị thầy cúng này tôi nghĩ với cái đạo đạo của là liên nghĩa đồ, tôi nói một bài hết đạo con ven đạo rồi đấy, một đoạn hết đấy. Cứ đi mà dọa người để kiếm ăn thôi, thật sự ra cái như bọn này nó chẳng giúp được cái gì cho đời cả đấy. Một thiền sư mà 55 năm mà lên mà dọa người ta hồn con Hà vẫn còn lãng quảng trên sông đấy, thế này đấy, cả đấy là một cái sự ma mị mà kết hợp cho chúng này tôi được đúng bài đấy. Cho nên là những ngày vừa qua đó quý vị những ngày vừa qua thì chẳng qua là mình đi nhắc lại những câu chuyện nó đã qua. Những câu chuyện này thì thực sự ra thì mình dò đi dò lại biết như vậy thì để cho bà con thấy, những bà con nào vô sau đó sẽ thấy đây là một cái sự ma mị của một nhóm người đấy, ma mị của một nhóm người nhằm để đánh lạc hướng đấy, nhằm để chúng ta kể như là chuyển sang một cái hướng suy nghĩ khác về tâm linh liên quan đến chết của chị Hà đấy, để nhằm hình như là cứu rỗi cho một ai đó. Cho nên là bà con thấy là những cái kẻ này đó nó tăng cường đấy, tăng cường người là chỉ số, người là kể như là trí trượt chăng đầu, gặp là những anh gọi là giang hồ rộng hán nữa là hăm dọa. Tôi nói là cái như là dính tới cái sự việc này nó cũng là nhiều cái nó cũng gian truân đấy. Nhưng đến bây giờ đó thật sự ra thì cái chuyện mà cơ quan chức năng người ta kết luận như thế nào thì mình cũng nên tôn trọng đâu. Còn cái chuyện tôi nói vấn đề về cái đạo đức và cái tòa án lương tâm, dù có như thế nào chẳng nữa thì những người trong cuộc này thì đây là một bản án mà tôi nghĩ đến bây giờ họ cũng đã nhận, họ phải nên nhận đấy, để họ thức tỉnh, để họ ăn năn sám hối trước đấy, trước khi mà cơ quan chức năng họ có một cái kết luận cuối cùng. Đến bây giờ mà còn không chịu thức tỉnh, không chịu quay đầu, còn tiếp tục ma mị, tiếp tục dẫn dụ theo kiểu mà cái tâm linh, cái quái xế cái đó là chết đấy. Và thưa quý bà con thì cái buổi trò chuyện hôm nay ở tới đây thì Lang Thang Sài Gòn cũng xin phép tất cả các bà con cho tôi kết thúc tại đây ha. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và nhiều may mắn ở trong cuộc sống. Dạ bà con hãy vui lòng cho Lang Thang Sài Gòn một lượt like, và bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Bye bye tất cả các bà con và hẹn gặp lại.